Hôm nay, Ban Thường vụ huyện đoàn Con Cuông phối hợp với Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Đoàn Thanh niên Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cùng với sự đồng hành của công ty dược phẩm TV Farm tổ chức chương trình tặng vườn ươm thanh niên cho câu lạc bộ Gia đình trẻ Hua Nà, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Câu lạc bộ Gia đình trẻ Hua Nà, xã Lục Dạ được thành lập từ năm 2018. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát triển kinh tế, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực nông thôn. Chương trình Vườn Ươm Thanh niên đã hỗ trợ 15.000 giống cây keo, trị giá 30 triệu đồng cho câu lạc bộ, hoạt động nhằm hỗ trợ giúp đỡ đồng hành với thanh niên trong phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp.